Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ sang bài tiếp theo của chương trình hình học lớp 6, tức là chúng ta sẽ sang bài 2 là bài 3 điểm thẳng hàng ở trong sách giáo khoa. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thế nào là 3 điểm thẳng hàng nhé. Khi 3 điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng thì ta nói rằng là chúng thẳng hàng. Ví dụ như các em nhìn vào hình 8A ở đây, chúng ta thấy 3 điểm A, C, D này, nó cùng thuộc cái đường thẳng này đúng không ạ? Cùng nằm trên một cái đường thẳng. Như vậy 3 điểm A, C, D này thì người ta nói 3 điểm này thẳng hàng. Còn khi 3 điểm A, điểm B, điểm C không cùng thuộc bất kỳ đường thẳng nào thì chúng ta nói là chúng không thẳng hàng. Ví dụ như ở hình 8B. Hình 8B chúng ta có một cái đường thẳng này. Cái đường thẳng này, nhưng mà trên đường thẳng này chúng ta chỉ có hai điểm nằm trên đường thẳng này thôi, tức là điểm A và điểm C nó cùng thuộc đường thẳng này. Còn điểm B nó lại không thuộc cái đường thẳng này, đúng không ạ? Như vậy 3 điểm A này, điểm B và điểm C không cùng thuộc một đường thẳng, mà chỉ có hai điểm thuộc đường thẳng thôi. Còn 3 điểm này không cùng thuộc đường thẳng này. Như vậy khi 3 điểm mà không cùng thuộc một đường thẳng thì chúng ta nói 3 điểm này sẽ không thẳng hàng. Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sang phần 2. Phần 2 ở đây là quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng với 3 điểm ACB như hình 9. Thì các em nhìn vào hình 9 ở đây, ta có điểm C này, điểm A này, điểm B, nó thẳng hàng vì nó cùng nằm trên một đường thẳng, đúng không ạ? Thì người ta có là điểm C và B nằm cùng phía đối với A. C này, B này cùng phía với A. Các em nếu lấy cái điểm A này làm gốc thì nó sẽ chia thành hai phần. Phía này người ta từ điểm A này hất sang phía bên phải thì người ta gọi là phía bên phải của điểm A. Từ điểm A hất sang phía bên trái thì gọi là phía bên trái điểm A. Như vậy C và B nằm cùng phía đối với điểm A, tức là nằm cùng phía bên phải của điểm A, đúng không ạ? Cùng phía đối với A. Hai điểm A và C cùng phía với đối B, đối với điểm B. Như vậy điểm B ở đây này, điểm B ở đây thì nó sẽ chia thành hai phần. Từ B hất sang phía bên phải thì người ta gọi là phía bên phải của B. Từ B hất sang phía bên trái thì gọi là phía bên trái của B. Như vậy điểm A và điểm C cùng nằm về phía bên trái so với điểm B, đúng nào? Như vậy thì nó nằm cùng phía đối với điểm B. Hai điểm A và B khác phía đối với C. Ta có điểm C ở đây. Đây là phía bên phải của điểm C. Đây là phía bên trái của điểm C, đúng nào? Như vậy điểm B thì nó nằm phía bên phải của C. Điểm A thì lại nằm ở phía bên trái của điểm C. Như vậy là hai điểm A và B là khác phía đối với C. Hoặc là điểm C nằm giữa hai điểm là điểm A và điểm B, đúng nào? C nằm giữa A, B. Chúng ta có một nhận xét, đó là trong 3 điểm thẳng hàng thì có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại thôi, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Bài tập đầu tiên đó là bài tập số 8. Ở hình 10 thì có 3 điểm ABC. 3 điểm ABC hay là AMN thẳng hàng, lấy thước để kiểm tra. Như vậy, các em hãy dùng thước này. Các em đặt thước này, được chưa nào? Các em đặt thước và các em thấy là 3 điểm là AMN nó sẽ thẳng hàng. Vì khi các em đặt thước, các em gạch một đường thì chúng ta sẽ được cái đường thẳng đây đúng không ạ? AMN nằm trên cùng một đường thẳng đúng chưa? Còn ABC nó không nằm trên đường thẳng, trên cùng một đường thẳng. Như vậy 3 điểm ABC sẽ không thẳng hàng. Đúng không ạ? Chỉ có 3 điểm là A này, điểm M, điểm N là thẳng hàng thôi. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ trả lời bài 8 như sau. Em có 3 điểm A này, M này, N này. Ký hiệu điểm là bằng các chữ cái in hoa. AMN thẳng hàng. Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ có bài 9. Bài số 9 như sau. Xem hình 11 và gọi tên tất cả bộ 3 điểm thẳng hàng. Như vậy đường thẳng này này, chúng ta sẽ xét trên từng đường thẳng nhá. Chúng ta có một đường thẳng này. Đấy, chúng ta có hai đường thẳng này.
chúng ta có 3 đường thẳng này, chúng ta có 4 đường thẳng, chúng ta có 5 đường thẳng. Như vậy trên 5 cái đường thẳng này, các em sẽ xem thử là có những cái điểm bộ 3 điểm thẳng hàng nào. Vậy 3 điểm thẳng hàng này, bộ 3 điểm thẳng hàng sẽ là: thứ nhất, đường thẳng thứ nhất này có 3 điểm, đó là B này, D này, C, đúng không ạ? Đây, đường thẳng thứ nhất có 3 điểm B, C, D. Như vậy chúng ta sẽ có bộ 3 điểm. Đầu tiên đó là B, điểm D và điểm C. Tiếp theo sang đường thẳng thứ hai. Đường thẳng thứ hai là đường thẳng này, đúng không ạ? Đường thẳng thứ hai này thì các em thấy có 3 điểm là B, E, A thẳng hàng, đúng nào? Vậy chúng ta tiếp tục, chúng ta có B này, E này, A này, đúng chưa? Xong rồi, tiếp theo chúng ta xét sang đường thẳng thứ ba. Đường thẳng thứ ba này này, đây, đây là đường thẳng thứ ba. Tuy nhiên trên đường thẳng thứ ba này thì người ta chỉ có 2 điểm thôi, nên là chúng ta không tìm ra được 3 điểm thẳng hàng, đúng nào? Đấy, đường thẳng thứ ba này chỉ có 2 điểm thôi, mà người ta yêu cầu các em tìm 3 điểm thẳng hàng mà, nên là sẽ không có, đúng không ạ? Sang đường thẳng thứ tư này là cái đường thẳng này. Đường thẳng này chúng ta chỉ có 2 điểm này thôi. Như vậy có 2 điểm thì chúng ta không liệt kê ra được 3 điểm thẳng hàng, đúng không ạ? Sang đường thẳng thứ năm, tức là đường thẳng này, đường thẳng cuối cùng đấy, đúng chưa? Đường thẳng thứ năm chúng ta có 3 điểm thẳng hàng, đó là D này, E này, G, đúng chưa? Vậy tiếp theo chúng ta đó là D, E, G. Được chưa nào? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 9A, bộ 3 điểm thẳng hàng. Tiếp theo người ta yêu cầu các em tìm bộ 3 điểm không thẳng hàng. Bộ 3 điểm không thẳng hàng. Bộ 3 điểm không thẳng hàng. Thế thì em lại tiếp tục quay lại vào hình của chúng ta, đúng không nào? Hình ta đây, ta có 3 điểm không thẳng hàng, 3 điểm này thẳng hàng này. Thế thì em sẽ lấy điểm B này, thì chúng ta có B này, B, D, E này, đúng chưa? B, D, E này, B, D, A này, B, D, G này là các điểm không thẳng hàng. Xong B, D nhá, thì chúng ta lại lấy tiếp sang đến gì? À, xong B, D rồi thì lấy B, B, C, đúng không ạ? Thì có là B, C, E, đúng chưa? B, C, A, đúng không nào? B, C, G, được chưa? Đây người ta chỉ yêu cầu các em là gì? Câu A thì người ta yêu cầu tất cả các bộ 3 điểm không thẳng hàng, còn phía dưới người ta chỉ yêu cầu các em là bộ 2 bộ 3 điểm không thẳng hàng thôi. Các em chỉ liệt kê ra là hai cái cặp, đúng không ạ? Đây, các em có thể lấy 3 điểm này không thẳng hàng này, B, D, E, được không? 3 cái này không thẳng hàng này. Làm sao mà liệt kê ra được hai bộ 3 điểm không thẳng hàng là được? Đây là một bộ này, B, D, E. Bộ thứ hai có thể lấy là B, C, A, được không? Hoặc là các em có thể lấy là gì? E, G, A, đúng nào? Hoặc là bạn nào đấy có thể lấy là D, E, A. Có rất nhiều cách gọi trong này, nhưng mà người ta chỉ yêu cầu các em là tìm ra hai bộ thôi. Đấy, nên là đây chúng ta sẽ tìm ra hai bộ nhá, hai bộ 3 điểm không thẳng hàng nhá. Có rất nhiều các bộ 3 điểm không thẳng hàng đây. Tuy nhiên thì chúng ta có thể lấy hai bộ bất kỳ. Cô ví dụ này, cô lấy 3 điểm không thẳng hàng, đó là B, D, E là 1.
BDE. Không thẳng hàng đúng không ạ? Đây, BDE. Rồi, à AEG. Đúng chưa? AEG. Bạn nào đấy lấy là BCA cũng được. Đúng nào? Hoặc là bạn nào lấy là CDE cũng được. Đấy, hoặc là bạn nào đấy lấy là AEC đều được cả. Miễn sao nó không cùng nằm trên một đường thẳng là được nhá. Đấy, bởi vì ở đây người ta chỉ yêu cầu các em lấy hai bộ thôi nên cô lấy hai cái cặp này. Được chưa nào? Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 9. Tiếp theo, cô và các em sẽ sang bài tập số 10 nhé. Vẽ này, 3 điểm MNP thẳng hàng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có bài 10. Bài 10, vẽ 3 điểm câu A này. 3 điểm MNP thẳng hàng. Vậy muốn vẽ 3 điểm thẳng hàng thì các em chỉ cần vẽ ra một đường thẳng này. Rất là dễ thôi. Đầu tiên là các em vẽ cho cô một đường thẳng. Trên đường thẳng này các em lấy cho cô 3 điểm MNP. Đúng chưa? Vì nó thẳng hàng thì nó phải thuộc một đường thẳng. Đúng không nào? Đấy, vậy M này, N này, P. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong câu A. Là 3 điểm MNP thẳng hàng cùng một thuộc một đường thẳng. Câu B, CED thẳng hàng sao cho E nằm giữa C và D. Vậy câu B này, câu B là CDE thẳng hàng gì? Vậy chúng ta cũng phải vẽ một đường thẳng. Vì đã thẳng hàng là nó cứ phải nằm trên cùng một đường thẳng. Được chưa nào? Sao cho gì? E nằm giữa C và D. Như vậy cô lấy E trước. E nằm giữa. E nằm giữa rồi thì CD nó sẽ nằm ở hai bên. Đúng không nào? Như vậy các em có thể lấy C nằm ở đây. D nằm bên này. Hoặc nếu mà bạn nào lấy điểm D nằm phía bên này thì C nó phải nằm phía bên này. Đấy, có thể đổi chỗ vị trí CD cho nhau. Nhá. Tiếp theo là câu 10. 3 điểm TQR không thẳng hàng. TQR không thẳng hàng thì các em có thể vẽ như sau. Có nhiều cách vẽ. Đấy, ví dụ cô cũng vẽ một đường thẳng trước. Được chưa? Trên này cô lấy điểm T và điểm R rồi. TR thì nó thẳng hàng, nhưng mà Q nó lại nằm đây. Được không? Như vậy có phải là TQR không thẳng hàng không? Đúng chưa các em? Bởi vì là ba cái điểm này không cùng thuộc một đường thẳng. Chỉ có hai điểm này thuộc thôi, còn điểm Q không thuộc. Như vậy ba điểm này không thẳng hàng. Đấy. À, như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 10. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 11 nhé. Cùng chuyển sang bài tập số 11 nhé các em. Bài tập số 11 như sau. Các bạn xem các cái video của cô, nếu cảm thấy yêu thích ấy, thì hãy ủng hộ cô bằng cách là vào YouTube. Các em gõ Mít Hạnh nhé. Các em vào YouTube. Đấy, các em gõ từ khóa là từ Mít Hạnh. Sau đấy các em hãy nhấn vào chữ đăng ký màu đỏ giúp cô nhé. Đấy, hãy nhấn đăng ký kênh. Đăng ký bằng cái nhấn vào cái nút màu đỏ ấy. Thì khi mà các em nhấn vào nút đấy thì các em sẽ có được cái... sẽ có được các cái bài giảng. Khi mà cô up các cái video lên kênh thì máy nó sẽ tự động thông báo. Và các cái bài giảng đấy là các cái bài giảng miễn phí cho các em học. Đấy, còn bạn nào mà muốn có toàn bộ các cái khóa học liên quan đến toàn bộ sách bài tập, sách giáo khoa. Sách giáo khoa thì cô sẽ đẩy dần lên. Còn sách bài tập thì cô sẽ nằm trong khóa học online. Và cái khóa học online, đăng ký khóa học online thì sẽ mất phí là 200.000 đồng. Đấy, tuy nhiên bạn nào đăng ký cái khóa học đấy thì hãy liên hệ với cô nhé.
để chúng ta đăng ký khóa học để chúng ta có thể nhận được toàn bộ cái bài giảng của cô. Còn khi mà các em nhấn chữ đăng ký ở trên kênh ấy, vào YouTube Võ Mít Hạnh, nhấn vào cái đăng ký màu đỏ đỏ ấy, thì cái đấy không mất phí, không hề mất phí gì cả, mà các em sẽ tự động nhận được các cái bài giảng khi cô up các cái video mới lên, được không nào? Và các em nhấn như thế, đồng thời hãy chia sẻ các cái video của cô để cô có thêm nhiều học sinh. Đấy là động lực để cô ra các cái video mới các em nhé. Bây giờ cô và các em sẽ sang bài tập số 11. Xem hình 12. Các em xem hình 12 đây. Và điền vào chỗ trống trong các cái phát biểu sau. Điểm nào nằm giữa hai điểm M và N? M, N này. Thì điểm điểm R nằm giữa hai điểm M và N đúng không ạ? Vậy ở đây câu A là các em điền cho cô là điểm R nhá. Cái từ các em cần điền đây này. 11 câu A. Các em sẽ điền đó là điểm R. Đúng nào? Điểm R nằm giữa M và N. Câu B này, hai điểm R và N. R và N này nằm như thế nào đối với điểm M? Như vậy điểm M nằm đây đúng không ạ? R và N cùng nằm về phía bên phải đối với điểm M đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ nằm cùng phía, cùng một phía đúng không ạ? Đây này, M này. Phía bên này là phía bên phải của điểm M. R và N cùng nằm về phía bên phải, như vậy thì nằm cùng phía đối với điểm M. Đúng không nào? Như vậy câu B, các em sẽ điền đó là từ cùng phía. Các em sẽ điền từ cùng phía. Sang câu C này, hai điểm nằm khác phía đối với chấm chấm chấm. Như vậy câu C, hai điểm nào nằm khác phía, tức là nằm khác phía thì nó phải nằm về hai bên đúng không ạ? Như vậy hai điểm M và điểm N này nằm khác phía đối với điểm R, đúng nào? Đúng chưa? M và N này nằm khác phía đối với R. Một cái thì nằm phía bên phải, một cái thì nằm phía bên trái đúng không ạ? Cái này thì nằm phía điểm N này thì nằm phía bên phải của điểm R. Điểm M thì nằm phía bên trái của điểm R. Như vậy MN nằm khác phía đối với R, đúng không ạ? Như vậy ở đây hai điểm gì? M này, N này. Hoặc là các em điền là NM cũng được. Hai điểm MN nằm khác phía đối với điểm gì đây? Điểm R. Như vậy các cái từ các em cần điền ở đây đó là câu đầu tiên này. Điểm R này nằm giữa hai điểm M và N. Điểm R và điểm N nằm gì? Cùng phía đúng không ạ? Đối với điểm M. Hai điểm MN hoặc là NM nằm khác phía đối với điểm R. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 12. Xem hình 13, gọi tên các điểm. Câu A, điểm nằm giữa hai điểm M và P. Vậy điểm nằm giữa hai điểm M và điểm P là điểm nào đây các em? Điểm nào nằm giữa M và P đây? Chính là điểm N đúng không ạ? Vậy bài 12 này thì chúng ta sẽ có là điểm N này nằm giữa hai điểm M và P. Đúng chưa nào? Điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Tiếp theo, không nằm giữa hai điểm N và Q. Vậy chúng ta có N và Q này. Cái điểm nằm giữa của N và Q ở đây là điểm P. Còn cái điểm không nằm giữa N và Q chính là điểm M. Đúng nào? Như vậy, đây này, NQ này, điểm nằm giữa chính là điểm P. Còn điểm mà không nằm giữa hai cái điểm này chính là điểm M. Vậy thì điểm M không nằm giữa N và Q không nằm giữa hai điểm N và Q.
Tiếp theo câu C này, điểm nào nằm giữa M và Q? Vậy chúng ta có MQ này. Như vậy điểm N và điểm P thì nằm giữa điểm M và điểm Q, đúng không? Vậy chúng ta có câu C này, điểm N và điểm P. Điểm N và P nằm giữa hai điểm M và Q. Nằm giữa hai điểm M và Q. Đây, các em nhìn này, N và P nằm giữa M và Q. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 12. Sau đây cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 13 nhé. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Điểm N không nằm giữa điểm A và điểm B. Ba điểm N, A, B thẳng hàng. Như vậy chúng ta sẽ có bài 13 như sau. Bài 13. N nằm giữa hai điểm A và B, tức là N đã nằm giữa thì ba điểm này phải là ba điểm thẳng hàng nhá. Vậy đầu tiên các em vẽ cho cô một cái đường thẳng. M nằm giữa, như vậy đây là điểm M. Hai điểm A và B, vậy các em lấy AB ở hai bên. Vẽ như này các em có thể đổi vị trí A và B cho nhau. Đấy, A và B có thể đổi vị trí cho nhau, còn M thì vẫn nằm ở giữa. Điểm N không nằm giữa hai điểm A và B, nhưng mà ba điểm là NAB thẳng hàng. N này. N nó không nằm giữa cái khoảng này. Nhưng mà NAB thẳng hàng, tức là N nó cũng phải nằm trên đường thẳng này. Như vậy các em có thể vẽ N nằm bên này. Đúng không? Đấy. N không nằm giữa hai điểm A và B. Có hai điểm A và B đây này. M nằm giữa rồi nhá. N không nằm giữa tức là N nằm ngoài. Vậy N nằm ngoài thì N có thể nằm bên này. Hoặc là các em có thể lấy N nằm phía bên này cũng được. Đấy. Có hai vị trí N. Có thể đặt vị trí N1 ở đây. Hoặc là N2 đây. Miễn sao cái N, một điểm N các em lấy ở vị trí phía ngoài này. N còn lại các em lấy ở đây. Các em có thể lấy một trong hai vị trí này nhá. Không nhất thiết các em phải vẽ hai điểm N đâu. Đây là cô lấy hai vị trí như thế này. Các em có thể lấy điểm N này. Được, hoặc là lấy điểm N nằm phía bên này nhá. Và cô viết như này để biểu diễn cho các em thấy nó là có hai vị trí của N. Được chưa nào? Đấy. Các em có thể lấy một trong hai vị trí như cô vừa vẽ. Đây, vị trí này. Được chưa? Lấy ở vị trí này hoặc vị trí này. Đấy. Thế bây giờ thì người ta chỉ bảo vẽ một điểm N thôi, nên là cô xóa đi nhá. Cô nhắc lại các em có hai vị trí để lấy nhá, hoặc lấy N bên này hoặc là lấy N ở phía bên này đều được. Tiếp theo câu B. 13B. Điểm B nằm giữa hai điểm N và A. Điểm B này nằm giữa hai điểm A và N. Như vậy, hình B này các em phải vẽ riêng ra. B nằm giữa tức là B nằm đây. A và N nằm hai bên. Ví dụ cô lấy A ở đây, lấy N ở đây. Hoặc bạn nào đấy lấy N bên này, lấy A bên này cũng được nhá. Đấy, B nằm giữa này, A và N. Cô lấy A ở đây, N ở đây. Hoặc bạn nào đổi chỗ, N sang đây, A sang bên này, được nhá. Điểm M lại nằm giữa hai điểm A và B. Bây giờ chúng ta có hai điểm A, B như này. Lấy một điểm M nằm giữa, như vậy cô lấy điểm M nằm đây. Bạn nào không thích lấy vị trí này có thể lấy bất kỳ vị trí nào, miễn là nó nằm trong cái khoảng AB này. Được chưa nào? Như thế là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 13. Tiếp theo, cô và các em sẽ sang bài cuối cùng, đó là bài tập số 14 các em nhé.
Theo hình 14 thì có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Như vậy thì tương tự như cái hình này. Nhưng mà ở đây thì cái ngôi sao của chúng ta là có 6 cánh đúng không ạ? 1, 2, 3, này, 4, 5, 6 này. Bây giờ các em sẽ vẽ hình, đó là hình một cái ngôi sao mà có 5 cánh thôi. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có bài 14 là chúng ta sẽ vẽ tương tự như vậy. Ta sẽ vẽ một cái ngôi sao có 5 cánh đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ trồng như thế này. Và khi trồng như thế này thì chúng ta có đây. Chúng ta có là 5 cánh, tức là 10 cây thành 5 hàng đúng không ạ? Đây là một hàng này. Một hàng này. Đây là hàng thứ hai này. Hàng thứ hai là cái cánh này đây đúng không ạ? Đây là hàng thứ ba này. Được chưa? Đây là hàng thứ tư này. Đúng không ạ? Và chúng ta còn một cái hàng nữa là hàng thứ năm là cái này. Đây đếm này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Được chưa? Và chúng ta thấy mỗi hàng có đúng là có 4 cây không? Đếm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Cái hàng 2 này có 4 cây đúng không ạ? Hàng thứ nhất này, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đúng chưa? Hàng thứ 3 của chúng ta là hàng này đúng không ạ? 1 này, 2, 3, 4 đúng không ạ? Hàng thứ tư đây. 1, 2 này, 3 này, 4 này. Và hàng cuối cùng chúng ta hàng 5 đây cũng có 4 cây. Và các em đếm xem thử có đúng là 10 cây không nhá. 1, 2 này, 3, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9, 10. Đấy, như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được lý thuyết cũng như là toàn bộ các cái bài tập ở trong sách giáo khoa của bài số 2, đó là bài 3 điểm thẳng hàng rồi đấy các em. Các em cảm thấy yêu thích các cái video của cô thì hãy ủng hộ cô nhé bằng cách là chia sẻ video bài giảng và nhấn cái nút đăng ký màu đỏ nhé. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.